À, chị có đây cái này là giá nào chị? Cái này. Một cân cái đấy 220. Đây là bê đúng không? Vâng, bê thui. Ngon. Bê thui ăn cả bì. Đây ăn cái này cái này ngon này. 220 một cân. Này dẫn ông ẻm người Lào đi mua đồ để chuẩn bị cho Tết Lào nhá. Tết Việt Nam thì quá lâu rồi nhưng mà hôm bây giờ mới là Tết Lào đúng không? Tết Bung Ti Mai. Hôm nay là làm bữa nhác trước. Còn mai bắt đầu mới chơi to. Hôm nay là mua để mấy anh em trong nhóm mình ăn với nhau thôi. Làm ít bò với rồi ngan nhé các bạn ấy. Anh có thái không? Không ạ. Để bọn em tự thái cũng được. Chị lấy một cân à? Một cân. Cân em một cân. Đây kỵ mời các bạn. Anh em mình hết tiền rồi. Ở đây thì chị mình dẫn ra đây các bạn ở đây chị bán bò tươi mổ theo ngày ấy. Ăn ngon. Anh em một cân này. Ok. Đấy, một cân bò rồi chuyển món gì nữa ngan ở nhà có rồi. Chưa có thái thì vào xem nữa. Chưa phần rồi nhưng mà chưa thái. 220. Đưa chị ấy trả lại được. Không có tiền nữa. Đưa chị ấy cho hết đấy. Cho em tới hết số hả? Hết số chị vẫn trả lại bằng đấy mà. Rồi, chị, ok à. Đấy, mua thịt bò rồi thêm cái gì nữa? Các loại sau. Làm cái kia nhỉ? Cho tự chuẩn bị hết nhặt rau đây. Ăn lẩu, ăn rau gì được? Chị có rau gì ăn lẩu không? Lẩu á, có xanh hải, xà lách đây, xà lách giòn đây này. Ờ. Đi mua để nấu nước dùng nữa chứ. Hành tỏi đi, mua tỏi. Hành tỏi ớt xả. Bốc hành tỏi ớt xả. Đây thì ra ăn lẩu là hơi ít. Đây à, đã được bốc được cái bắp cải rồi. Thích ăn rau cần à? Hay là mua thêm ít thịt chó ăn sao mà. Đi ngủ đêm ngày mai ngày chưa? À. Thế lý bao nhiêu tiền cân một lạng? Cái này 15.000 một lạng, 150 một cân nữa. Ấy à. Đây à, thế lý giá vết nhà em có một già đấy nhưng mà hôm nào chị mua về em bán cho. Đến đầu mùa là đắt thôi. Vâng. Còn mua thêm rau gì nữa không? Mua luôn. Ăn mỗi tí rau đấy thì bỏ làm sao được với số lượng thịt. Vừa tầm đấy chị ạ. Đấy tầm đấy thôi. Thế rồi. Được rồi. Không, được rồi. Chỗ kia rồi. Thế rồi, còn đây rau này tí mua thêm rau khác nữa. Ăn cái rau cải canh xong thì chỉ mua cân thôi. Canh nữa, cái canh ăn lẩu với à, nước măng chua không hợp lắm. Lẩu măng thêm nước măng chua rồi. Anh em mình đã đi chợ về rồi các bạn ơi. Chào mọi người nhá. Chào bạn ạ. Anh biết tin gì rồi đúng không? Đó, biết rồi. Em kỵ em làm cái Tết Lào ấm cúng ở bên Việt Nam mọi người ạ. Gọi là nháp trước một buổi ấm cúng giữa mấy anh em mình với nhau, còn ngày mai mà anh em mình được mời đi vào chơi té nước hay không thì phải đợi tiếp các bạn ạ. Mời mà, không phải lo. Anh chưa thấy gì, hiện tại ngày hiện hôm nay vẫn chưa thấy gì, hôm nay chỉ thấy mỗi em kịp mời thôi. Bữa ngày hôm nay là ok đã. Bây giờ mai tính xong sẽ đi bắt ngan để thịt nha mọi người nhá. Okay. Phải sử dụng miếng vợt đấy. Ngan này mình thì khả năng chắc là nó cũng bé rồi. Bắt đây con to nhất thì chắc là tầm 3 cân rưỡi, 4 cân gì đấy. Dẻo ấy. Tầm đấy thôi. Dẻo á? Ở dưới ao thật mà bây giờ phải đi vòng xuống dưới kia để đón nó lên. Ok, anh em bắt dưới chỗ cái bậc cửa hàng đó. Ngan nhá. Đừng đi qua bờ đằng này. Là một bữa đây. Gọi là ấm cúng quây quần của anh em ở bên này ở đây. Kỵ thì đón Tết xa nhà rồi nên là phải có tí anh em tình cảm các bạn ạ. Tình cảm anh em Việt Lào mọi người nhá. Phải say. Ui con to tướng này gì anh Nhiên ơi. Con ngan được to nhất đây gì? Đây các bạn nha. 5 cân. Anh em mình sẽ bắt con này. Con này được 5 cân không?
Lùa lên trên. Đây đây đây, lên cái lùa đi. Lên 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 đây. Kị mấy à Nhật đứng lui ra đằng kia đi. Một con nữa mà nhỉ? Một con ăn được nữa mà. Để mà em bắt được mọi người. Em này mình chưa cân đâu, nhưng mà ước lượng nó khoảng tầm 5 cân nha mọi người nha. Đây là ngan ngan đen, ngan sao đấy, của nhà mình tự nuôi đấy. Nhà mình sẽ làm món lẩu cộng thêm tí tiết canh nữa. Nhưng ngan của nhà thì phải làm tí tiết canh. Bây giờ nhà mình sẽ về hãm tiết và để tí nữa đánh tiết canh mọi người nha. Hôm nay là cái bữa này là theo ý của em Kỵ hết đấy. Em Kỵ muốn ăn như thế nào là em Kỵ bảo với anh em mình rồi đấy. Vô ngan luôn, xước cả tay kìa. Đấy, vài đường cơ bản rồi các bạn ạ. Anh Nhiên đã lấy tiết canh xong rồi. Con này khá là to nên là lấy được hẳn 4 bát nhé. Đấy, làm như nào thì mình cũng chia sẻ đến các bác cũng nhiều lần rồi đấy. Đó là hãm bằng mắm. Bác nào hãm bằng muối thì cũng được. Nhưng mà đây là anh em mình chia sẻ cho các anh em mình để làm cho nó đơn giản và dễ nhất nhé. Một nước, một mắm là có thể hãm được rồi. Anh em mình đang mổ ngan đây. Ngan các bạn thấy không? Hai cái cánh nó to đùng luôn. Đây. Ngan ngan trống chuồng ấy, ngan chuồng, ngan trống. Tài nữa. Tiền lắm rồi kìa. Từ tiền lắm đấy kìa. Ra thì nhà anh Niên có hai con, thế nên là bắt một con này. Có một con thì không có đâu. Con giống nhất. À, bên kia em Kỵ đang băm tiết canh thì bên này mình sẽ lọc luôn nhé mọi người nhá. Này anh em mình sẽ lọc lấy xương để làm nước dùng, còn thịt thì anh em mình sẽ thái để tí nữa nhúng. Cộng thêm một ít thịt bò thì mình cũng thái luôn. Ăn của nhà cho nên rất là vàng. Không nói không nó phải nghệ như đúng không? Thịt thì các bạn biết rồi đấy. Lượng. Chẳng ngô với sắn này nha mọi người nha. Lúa thì cũng có nhưng mà ít. Da là mới vàng như này đúng không? Thịt đỏ quá ngon. Ok, để cái đầu đấy lại đi. Để phần đầu lại để tí ninh anh em nào mà thích ăn ấy thì gặm sướng. Đam mê quả đầu của cánh là thích gặm lắm các bạn. Ý, thịt này. Các bạn ơi, anh em thái tẩm ướp nhá, tẩm ướp không thì khi nào nồi nước dùng được thì anh em mình chỉ sẵn bày cái đĩa và để nhúng thôi. Mà cái này nhúng vừa chín tới thì ăn nó sẽ ngọt hơn. Nhìn là biết ngọt các bạn ạ. Thịt trâu nhúng tái ngọt như nào thì cái này nó ngọt cũng tương đương các bạn. Đường. Nhiệt năng anh em mình phải tí phải làm thêm tí bún nhé. Đúng rồi đấy, quên đấy. Quên chưa bún. Mình ăn đi mình không được. Đấy, món cổ với cả xương sống là Kỵ đang băm đây, mề nữa băm để tiết canh. Lấy bảo là bỏ tiết canh đi, em bảo là chắc là không được đâu. Phải làm tí đỏ đỏ nhỉ, thịt ngan mà không đánh tiết canh là không được rồi. Đây là thịt bê đây. Bê thui. Bê em Kỵ em đi mua sáng nay đây. Bê thui nó ăn nó sẽ ngọt hơn mọi người nhé. Giá cả nó cũng đắt hơn tẹo thôi nhưng mà ăn cái bê thui này chất lượng hơn. Và cái bì nó rất là giòn. Nó có phần bì này rất là giòn, nó không dai như kiểu bò lột. Nó không bị cứng, không bị dai. Ăn nó mềm hơn, nó ngậy hơn. Xả ớt cho mọi người nhé, thêm một chút tiêu nữa. Cái này mình sẽ không cho mắm muối bên chính thì nữa, mình sẽ cho vừa lượng vừa phải vào trong cái nồi lẩu. Mình nhúng vào là việc chuyển thôi. Này mình ướp cho nó thơm thôi đúng không? Không nhìn ngon thật đấy. Ướp được khô này thì nó khi nào ăn là nó ngấm đủ cái gia vị này, xả này, tiêu, ướt vào đây. Có những món ăn đi ăn lại vẫn thấy ngon các bạn ạ. Thịt ngan này thịt da kiểu nó chất lượng thịt nó ngon đấy. Mình ăn một tháng chắc ăn được tầm khoảng 20 ngày thôi. Được, không nhiều. Nhưng mà có phải ngan thế này nha mọi người nha. Chứ còn ngan này mình mua chợ ở kia nuôi 3-4 tháng thì ăn hàng nhão lắm.
Dạ, nó cũng dùng rồi. Đi xả hành. Xả còn xe cho ra nước. Cho mắm này. Đi xuống nhá. Đảo đều lên, cho măng chua nhá. Đấy, bây giờ thì quay thằng cho măng chua vào em được. Sau khi mà xào xong các bác cho nước nhá. Cho nước rồi các bác có thể đun thoải mái luôn. Nếu mà để măng của anh em mình các bác càng đun ấy, càng giòn nó càng thơm ngon. Chứ không hề bị nhũn ra đâu nhá. Càng lâu càng ngon. Càng ngấm vị. Phải có một chút thời gian thì nó sẽ ăn nó sẽ không hề bớt bị hăng hề. Đây, tiết canh anh em mình đơm ra bát rồi các bạn nhé. Bây giờ sẽ đi đánh tiết canh thôi. Tiết canh xong là cũng xong, cho múc ra nồi anh em lên ngồi chuẩn bị công tác chuẩn bị lên mâm. Cái này là anh em mình sẽ phải hớt hết cái mặt trên này nước mắm đi nha mọi người nha. Còn nếu mà mọi người mà để không cùng thì mọi người đánh nó sẽ bị mặn. Hớt sạch cái phần nước mắm nó nổi lên chốc này đi. Cái phần tiết nó sẽ chìm xuống dưới. Thế anh em mình sẽ dùng cái phần tiết ở dưới. Phần nước đánh cái canh này thì anh em mình sẽ cho hạt tiêu luôn nha mọi người nha. Cho hạt tiêu luôn, tí nữa ăn này đỡ phải cho. Anh em mình đỡ phải cho thêm hạt tiêu. Sau khi cất cái bát của anh đi thì. Hả? Sau khi cất cái bát của anh đi. Bát để đong nước như cả đong tiết. Mình cứ làm một trước, cứ từng bát một. Tiết rất là đỏ nha mọi người nha. Đỏ rất đẹp. Đánh này thì nó mới tráng mặt phát. Hơi tối thôi. Tiết rất là đỏ. Rực rỡ luôn. Quá mạnh mẽ. Ngon đó các bạn ạ. Một con anh ngan to khoảng 4 cân này thì mọi người có thể như mình có thể đánh được tầm cỡ 15 bát là chuẩn. 15 bát là ngon đấy. Nếu mà cố đánh 20 bát thì ăn nó cũng hơi nhạt tiết. Đông rồi mình sẽ tráng mặt nha mọi người nhá. Đã đông rồi anh. Đông rồi. Đông phát đông luôn. Nếu mà nó chưa đông thì mình đổ vào nó nổi. Đó. Cho nhiều tiết ăn cho sướng rồi. Đấy, bắt đầu đông luôn rồi. Rỡ mọi người nhá. Đây xong rồi các bạn này. Đây, bữa ngày hôm nay anh em mình có tiết canh mà lẩu ngan với cả măng chua. Tiết canh. Đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Với anh em bây giờ thì chuẩn bị vào mâm các bác nha. Rồi mời các bạn vào mâm với anh em hôm quê. Mời các bạn giữ bữa tiệc vào Tết của người anh em. Cảm ơn em nào. Chúc mừng cảm ơn cháu nhá. Chúc mừng năm mới đi nào. Chúc mừng năm mới. 1 2 3 chúc mừng năm mới. Lại là 1 2 3 dô 2 3 dô 2 3 dô chúc mừng năm mới. Ôi trời, nói chung là vẫn không vào nhịp được các bạn, không ăn thua. Mời các bạn làm cốc bia nhá. Nhật ngồi ăn cơm với con không nghịch nữa. Mời thân vào. Chúc thả một nửa đĩa thịt ngan ở đây để cho bọn trẻ. Đúng rồi, nhúng thịt tuần anh cường hộ em ấy. Hôm nay chưa có té nước em nhỉ? Tí nước lắm. Cứ uống xong tí em té. Tí nước té nhau. Tí nữa anh bơm một lúc, tí nữa anh bơm máy bơm nước lên anh chỉ cho. Nó lạnh. Rồi bò này này. Bò. Chín gần rồi. Có vẻ cái nồi của anh em mình hơi nhiều cái nước thì ít. Ai vừa vặn nhỏ thôi. Bạn thích cơm này, cho sôi đi. Tự sôi luôn. Đợi sôi tí các bạn nhá. Nhiều đồ quá ấy. Nhiều cái quá nó nhiều không cái nước. Nhiều cái ít nước mà. Nó không đẩy nước. Nó vớt bớt cái xương ra cái đĩa cái kia rồi. Đúng rồi đấy. Rồi chín thịt rồi đấy anh em. Gắp đi. Làm tí bia nữa. Xong là ăn đi thôi.
chính là gạo xương này nó ngon. Đây mình gắp được miếng bò tái này. Đấy mình nhúng. Đấy. Mọi người nhá. Thế thì ông Thọ. Cháu chưa uống mà đã bằng cốc của ông rồi này. Nhận Tết của Tết đi. Em kệ mà mình ăn miếng thịt bò cảm thấy nó ngon, giá trị hẳn đi. Mua từ sáng sớm đây. Để sớm mới mua đúng không? Nên cho ông một cái bát để đựng xương. Không nhưng mà uống cốc đâu, bia xong ăn miếng thịt xương của em kệ ngon các bạn. Nhưng mà cái Tết của người Lào thì nó sẽ tháng nó sẽ khác với năm mới của mình. Năm mới thì mình cứ hết năm, đây giữa tháng. Được rồi, hết rồi, tốt kìa. Mình là ăn theo âm lịch. Còn người bác nào đấy không? Người Lào này, người Thái Lan này. Người Cam có ăn cùng một Tết không? Có ăn. Cũng tén nữa. Tén nữa. Nó theo. Cũng khá là giống nhau đúng không? Trừ có Việt Nam ở nhưng mà Đông Nam Á ra. Cùng ngày không? À, hình như là ở Đông Nam Á các bạn ạ, có duy nhất đất nước Việt Nam mình là khá là khác so với cả các đất nước khác ở Đông Nam Á nhá. Mình hơi giống Đông Á một chút, là Trung Quốc các thứ đấy. Đúng rồi. Trung Nhật. Đó, thì ngàn đây, thì ngàn đây mọi người ơi. Không hỏi chứ, nếu mà mình té, lễ hội té nước lên, nhưng mà ai té được rồng nhiều mà ướt người nhiều là cả năm may mắn nhiều đúng không? Đúng rồi. Tí nữa mình cho anh em mình sẽ té cho thịt thường bây giờ chơi vui lắm. Em gửi có mùi gì khét hết đâu. Khét không hết. Bây giờ phải nhờ anh Cường múc ra cái điện kia. Múc ra bên kia mà cho chị Lem là chị con thế là không dám hùng. Không thọ, không thọ cây. Cây dài mà không mình thích bê tái này mỏng hoa tí nó tối về thịt công nhận là cái da của nó mềm da nó giòn ấy, vừa mềm mà vừa giòn ấy. Vừa tới phát là anh em vừa chín tới phát là mình nhấc ra luôn à. Đấy mới đấy mới hàng gần như này tuyệt vời tiết canh em đây kỵ bảo là em thèm tiết canh lắm rồi. Mọi người nhá. Một rồi. Ngon không? Được không? Ui xưa. Quá tuyệt vời. Chất lượng. Chất canh nó phải thế. Ngon. Ngon. Thì em kỵ là mình cũng làm nhỏ ngay miếng mọi người nhá. Rồi. Mình độn thêm tí rau này. Độn thêm tí rau tí bún vào anh. Đấy. Không cho bún được. Đấy phải có tí cả hạt chanh này này ăn nó mới phê này. Mình nhớ không nhau là mình đã từng xem một video có một có nơi ở Việt Nam mình ăn bún với cả tiết canh ấy. Đặc sản luôn. Ừ. Ừ, bỏ tép nhá. Ông Thọ không ăn tiết canh à? Có chứ, một tưởng chú Thọ kiêng tiết canh. Chứ kiêng là anh Cường, làm tí tiết canh đi anh. Đây rồi. Em ăn đỡ chất mình. Úi dồi ôi. Tại em là lấy được quả thủ được đấy. Được. Ăn nó đỡ chặt đùi rồi. Hay ai đánh đánh kỵ kỵ anh ấy. Hai người. Hai người à? Không đánh thì anh em đánh. Ba người đánh. Cậu ba này đâu rằng. Thích canh rồi. Có, nó thích canh. Một mình anh. Anh em thấy cũng một nhiều. Một bát. Một bát luôn. Nó phải thế anh ạ. Làm một miếng đã như thế này. Ăn đã ăn phải ăn to. Ngọt. Xì sụp. Gắp đây mọi người ạ. Canh ra nhìn. Còn đầy bát rồi. Tiếp quá hả? Đây là ăn mỗi nhiều nhân quá. Cái canh ngàn đánh cổ ngàn các thứ này mình ngọt lắm. Cái đâu? Thêm tí mặn mặn. Mời mọi người nha. Ở chỗ anh em mình có thìa nhưng mà mọi người thích gắp đũa hơn thì căn bản là tiết canh nó cứng mà. Đánh đông cứng rồi gắp được hết. Xin lạc treo cái đây ra thứ 6 được mà. Đùa ông Thọ ông uống cái cháu ạ. Chúc mừng Tết Lào, Tết Bun Pi May. Hôm nay thì không té nước. Té nước thì làm đúng gì phải té nước nhưng mà thôi. Thì
Đúng rồi, uống rượu thôi, uống rượu thôi, uống bia rồi. Nhưng mà thực sự là mọi người em kỵ là em sang em sống với bên Việt là hơi nhiều rồi. Cũng ăn Tết bên Việt nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà em thích bây giờ em thích té nước hay là em thích ăn Tết theo kiểu bên Việt nhiều hơn? Đúng rồi. Đúng rồi. Thực sự là giờ mà bảo uống rượu uống bia nhiều rồi mà bảo đi té nước thì khả năng anh em mình không đi té nước nữa đâu mọi người ạ. Đúng rồi. Nhưng mà anh em mà xem được video nào này thì hãy để lại một bình luận nhá. Uống bia uống rượu vào rồi thì là cho chia sẻ. Đấy. Thì được ngoài mua hàng à? Mua hàng đơn giản đấy. Đấy, số điện thoại góc màn hình em mọi người nhá. Đấy, còn đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, lại bình luận nhá. Còn bây giờ thì hôm nay anh em mình cũng làm một chút về đó là em kỹ làm một chút về bữa đầu tiên của Tết Lào. Đúng rồi. Để các bạn xem video. Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết Lào thì em mới tưởng nhớ đến quê hương thì em mới mời làm bữa mời anh em mình. Okay. Đấy. Còn anh em mình theo dõi video thì nhớ ủng hộ anh em mình nhá. Đấy, còn bây giờ thì giờ video cũng dài rồi. Chào mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye.